Theo đó, vào thời điểm trên, tại trước số nhà 229/17/15 ở ven sông Dinh, đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu, cụm trinh sát số 2 và hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 1986, quê quán Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, đang vận chuyển trên cầu cảng tạm 2 thùng cắt tông thuốc nổ cùng số dây cháy chậm kíp nổ. Hai đơn vị đã lập biên bản tạm giữ số tang vật và đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh để phục vụ công tác điều tra. Sáng cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xuống hiện trường, mở thùng cắt tông và xác định có tổng cộng 53,5 kg thuốc nổ, kèm theo 100 kíp nổ và 50 mét dây cháy chậm đựng ở hai túi ni lông. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.